Rồi. Hello, tiếp sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức qua nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái, một sáng tác của Trần Tiến Thanh do organ Minh Khang thể hiện. Mời các bạn cùng nghe. Vì em và tình ai, anh sẽ gom mây kết tình lâu đài, để chờ một đêm trăng nào tới, để chiều vàng hôn lên vàng tóc, để một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bản tiếng hát, chất đôi cánh nhung thiên thần. Tình cầu xa cho đèn cho
lừa tôi. Lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, đi lâu đài mang tên tình ai. Đó hai đứa chúng ta mà vui. Nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái đến đây xin kết thúc. Hẹn lại những bài hát kế tiếp do Ngân Minh Khang trình bày. Xin chào.